mình xin hướng dẫn các bạn hai cái clip cách đánh rất giống nhau mà nó ở một cái thứ, một cái trưởng khi mà chúng ta áp dụng trên các dây nó khác nhau. Sử dụng kỹ thuật đánh double stop và tay phải thì các bạn không chỉ đánh phím mà còn móc, giống như là chúng ta kết hợp theo kiểu đánh là chicken picking đó, hoặc là mình gọi là hơi đánh theo kiểu classic, tức là vừa đánh ở trên mà có móc ở dưới nữa ha. Thì các dây nó cách nhau thì để tạo ra cái quãng interval cho cái câu nó nghe nó lạ hơn một tí. Thì ở câu đầu tiên chúng ta ở mi thứ thì chúng ta chỉ đánh ở hai dây mà thôi, đó chính là dây số 4 và dây số 2, tức là dây D và dây C ha. Thì đầu tiên á, cái câu clip này mình hướng dẫn các bạn chậm nha. Đầu tiên các bạn đánh cái dây D là dây 4 nè, sau bạn hammer on, tức là bạn gõ vô luôn, đúng không? Chúng ta gõ cái ngón giữa vào ngang hàng 2 và chúng ta dùng cái ngón dưới này các bạn móc dây số 2. Đó như câu đầu ha. Rồi sau đó các bạn đẩy nó lên. Tức là chúng ta đánh thêm nốt mi một lần, sau đó chúng ta đẩy lên nốt phá thăng. Thì cái dây dưới chúng ta cũng móc ha. Chúng ta đánh ngay nốt rê nè. Chậm nha các bạn. Đẩy lên tiếp. À, câu đầu đơn giản vậy ha. Tiếp theo chúng ta đẩy hai, bấm hai cái cùng một ngăn thì chúng ta lên ngay số 7 ha. Đánh nó hai lần. Đẩy lên tới ngăn 12 luôn. Kết thúc ở đây chúng ta sẽ đánh ở cái ngăn số 7, ngăn số 8, nhưng mà cái nốt này chúng ta đánh lướt qua thôi, để các bạn đẩy lên trên, nó là cái nốt kết thúc của nó là ngăn 9 và ngăn 8. Rồi bạn đẩy lên nữa cùng ha, câu sau là như sau ha. Đó. Từ đầu rồi nha bạn. Sẽ đánh nhanh hơn một tí. Đó. Thì tương tự cái câu này xong các bạn áp dụng y chang cái cách đánh đó, nhưng mà đáng lẽ chúng ta áp dụng dây 4 và dây 2 thì vậy, nhưng mà nhảy xuống một bậc chúng ta áp dụng dây 3 và dây 1. Thì lúc này á, nó sẽ không còn thứ nữa mà nó ra trưởng, nó ra đu trưởng. À, chúng ta đánh y chang vậy nhưng mà chúng ta bắt đầu từ dây 3 và dây 1 nha các bạn. Được chưa? Tương tự nha. Đánh y chang của cái câu trên, nhưng mà mình áp dụng ở hai dây dưới thì nó sẽ ra cái mùi khác ngay ha. À, cái nốt đẩy cuối này nó sẽ nghe cái mùi hợp luôn tí, bởi vì ở đây chúng ta có, các bạn thấy chưa, nốt này là blue của đồ trưởng ha. À, thì hay câu clip này các bạn có thể áp dụng vô để kết thúc bài, hoặc là chúng ta chuyển một cái đoạn nào đó nghe nó là lạ một tí ha. À, các bạn có thể chuyển tới chuyển lui thay đổi vị trí để có được một cái câu mình yêu thích ha. Hy vọng clip này cũng giúp ích cho các bạn. Bất kỳ comment, like, share, mình cũng rất cảm ơn các bạn. Có thắc mắc nào cứ hỏi, mình sẽ cố gắng trả lời trong khả năng hiểu biết.
Nếu các bạn có nhu cầu mua đàn phơ các loại, hãy cho cơ hội Amigo Guitar Shop của mình được phục vụ các bạn với giá cả rất là phải chăng và chất lượng. Thì cây đàn này hiệu Dudat xuất khẩu đi Hà Lan, có hai màu, các bạn chỉ xem cái link mình gửi ở trong phần comment á. Màu này màu lemon drop, tức là màu vàng chanh, còn cái cây kia là sunburst, rất là đẹp. Giá nó hiện tại khuyến mãi chỉ còn 4 triệu mấy mà thôi, được tặng kèm bao da, rồi dây strap, dây đeo, dây dắt, phím và cái miếng dán phím nữa, các bạn có thể dán lên trên đàn bỏ phím vô không có bị lọt nữa. Thì mong là tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn ở kênh Học Đàn Guitar Net và Guitar for Freedom. Xin chào và hẹn gặp lại.